Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày mai khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, Bắc Bộ chủ yếu nhiều mây và có mưa vài nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Các khu vực khác trời vẫn có nắng. Nhiệt độ trong ngày mai ở Bắc Bộ phổ biến là từ 31 đến 34 độ, trời vẫn khá là nóng bức. Tuy nhiên, chiều tối và đêm mai, rãnh mây dông ở phía Bắc sẽ có xu hướng bị đẩy dịch dần xuống nước ta, gây ra một đợt mưa dông diện rộng cho khu vực Bắc Bộ với nhiều điểm mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và có thể kèm theo dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nằm xa hơn về phía nam của rãnh mây dông, vì thế các tỉnh miền Trung trong đêm nay và ngày mai vẫn tiếp tục phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nắng nóng tiếp tục duy trì tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến tận Ninh Thuận, với cường độ đạt ngưỡng nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm trong không khí giảm thấp vào thời điểm trưa vào chiều, chỉ khoảng 40-50%, trời khô nóng. Trong khi đó, tại Thanh Hóa và Bình Thuận, ngày mai vẫn có nắng cả ngày. Nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động trong khoảng từ 34 cho đến 35 độ, có nơi cao hơn. Về chiều tối sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Lui xuống phía nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, mang mưa dông về chiều tối cho khu vực Nam Bộ cũng như là khu vực Cao Nguyên. Còn ban ngày, thời tiết tại Tây Nguyên oi và hơi nóng với nhiệt độ trưa chiều là từ 32 cho đến 34 độ. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ngày là từ 33 cho đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trên biển, ở các vùng biển phía Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ phổ biến khoảng cấp 4, cấp 5. Trong đó, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông cần lưu ý với mưa rào và dông xuất hiện rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió có hướng Tây Nam khoảng cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió hoạt động mạnh hơn ở khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, nên tình trạng biển động và gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Ngoài ra, các vùng biển phía Nam sẽ có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.